AT là sự kiện hàng năm của bạn Mưa. Đầu tiên, cho phép em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị, các ODs đã đến với AT 2022. Và giờ đây, mọi người ơi, chúng ta cùng xem lại những khoảnh khắc đẹp nhất của kỳ AT năm nay nhé. Những năm tháng ấy, mình đã đi qua những đôi mắt ấy. Nhìn về phương xa, dù có bao gian khó, hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay. Tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong. Năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi. 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi. Có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng an vẹt nắng mưa cuối trời. Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân tươi. Thích thì cứ bước, chẳng sợ ai chê. Đam mê phía trước, đừng đợi chờ lê thế. Mơ và hay cứ ước thanh xuân cũng là điều phi thường. Hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Hôm nay ta đã chung một lối, ai không còn phải đi xa đón nữa. Ta giờ đây chụp trời mây, ta cùng đón tương lai. Ta cầm tay, ta cùng nhau chung một lối. Nhớ đến mọi người. Ta về chung một nhà, tôi mời khó, tôi mời khó, ta cùng đón ngày mai. Ta từng nghe từ cơn mưa là trời sẽ nóng lại. Nhưng mà hứa anh đã nói ngay từ phút đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà.